trên khắp thủ đô washington dc hàng tháng các cư dân nhỏ tuổi này đều nhận được một món quà đặc biệt sách miễn phí giao ngay tận nhà joshua clark đã đăng ký tham gia chương trình được gọi là books from birth đọc sách từ khi chào đời trước khi con trai mason của anh được sinh ra tôi biết tôi có thể sử dụng công cụ này để không chỉ gắn kết với con trai tôi mà còn cung cấp cho nó những kỹ năng mà nó sẽ cần cho cuộc sống hàng ngày Ba năm tham gia chương trình, Clark nói anh đã nhận thấy những tác động. Còn tôi lặp lại một từ và hiểu nó rồi sau đó lặp lại và sử dụng nó theo cách đã được sử dụng cho cuốn sách và tôi nhận ra rằng việc nó tiếp xúc với những cuốn sách này đã thực sự mở rộng vốn từ vựng của nó. Và đó là mục tiêu chính của chương trình theo thị trưởng Washington DC Miro Bowser. Nghiên cứu cho thấy trẻ em được cha mẹ đọc sách cho nghe, hát cho nghe, có vốn từ vựng lớn hơn rất nhiều so với trẻ em đến trường mà không có sự chuẩn bị đó. Nghị viên thành phố Charles Allen là người đã giới thiệu luật thành lập dự án này. Khi tôi mới được bầu vào hội đồng, con gái tôi 2 tuổi, giờ cháu đã 6 tuổi, và trong phòng ngủ của nó có hàng tá nếu không muốn nói là hàng trăm cuốn sách. Đó không phải là điều phổ biến trong mọi gia đình ở DC, và tôi muốn làm một cái gì đó nhanh nhất về giáo dục mầm non và dạy chữ sớm. Mẹ của Mason, Margaret Parker, cho biết rất yêu thích chương trình này, đặc biệt là các cuốn sách song ngữ. Dạy cho con mình một ngôn ngữ khác là điều mà tôi luôn có hứng thú và khi nhận được những cuốn sách song ngữ tiếng anh và tây ban nha là một điều tuyệt vời phụ trợ tiếp nối những bài hát song ngữ mà chúng tôi từng hát hoặc những từ mới mà tôi dạy con hoặc những điều mà nó thu thập được ở trường vì vậy những cuốn sách song ngữ rất có giá trị có nhiều chương trình tương tự như vậy trên toàn quốc nhưng dc là thành phố lớn nhất với sáng kiến này <laughs> Những cuốn sách đến từ Imagination Library, một chương trình xóa mù chữ phi lợi nhuận được khởi đầu bởi ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Dolly Parton. Mục tiêu là có sự tham gia 100% của các gia đình, đặc biệt là những người trong cộng đồng thu nhập thấp. Giám đốc điều hành Thư viện Công tại DC Richard Reyes Gavilan cho biết. Chúng tôi muốn thấy những đứa trẻ học lớp 3 đọc thông viết thạo, và như vậy các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ sẽ có nhiều khả năng tốt nghiệp và khởi nghiệp tốt hơn đó là tin tốt cho bé mason clark người đang trên đường đạt được mục tiêu đó và nhiều hơn thế nữa